Hello anh em, đầu năm thì mình bán đá mài, anh em chắc chắc chặt gà chặt vịt thì dao rửa nó cũng mòn rồi ha. Mình bán đá mài đi, mình có mấy cục nè, đá mài thiên nhiên Nhật nha. Đấy, rít nó tầm 1.200, rít nó tầm 1.200 cho tới 1.600 đây nè. Mình có cái con máy của Đan Mạch, con này bán rồi được cái cục đá nó tới 4.000 ha, 4.000 tóc nó quay nó lên khoảng tầm 10.000, rất đẹp ha. Render 150, con này của Đan Mạch mình bán rồi. Mình đang đá mài có hai cục, mình bán cục rồi, đầu năm người ta chốt trước Tết thì sau Tết người ta tới người ta chuyển khoản rồi. Đây là có một cái ấm, cái ấm này rất là to, cái ấm này được 1.2 lít, cái ấm này cũng rất là nặng, nặng cỡ nửa ký lô. Cái cân em để đâu nửa ký lô anh em, mà câu với cha thì nó kêu là bằng bạc á, nó kêu bằng bạc nhưng mà em nói thẳng không biết gì luôn. Đây nó có chữ, có số này, nó có chữ silver này, silver hay gì á, mà cái này phải zoom ra to lên em đọc mà em mới thấy nè. Nói chung rất là khó đọc ha. Con này là hàng châu Âu nè, đó thì cái logo này không biết nó là cái gì luôn anh em, nhưng mà mình tra lên thì có cái nó bằng bạc, có cái nó bằng bạc, có cái nó bằng bằng bọc bạc. À, rất đẹp, rất đẹp. Con này cái khóa của nó nghi cái khóa bằng bạc quá. Nói chung cũng khá là đắt á ha, khá là đắt á. Này được chấp nửa ký 7 lạng anh em, 700g, 720. 720 thì chạy ra nó được 20 lượng ha. 37 gram một lượng, 720 19 lượng. Đây. Không biết bằng bạc ăn gì, bỏ qua đi. Đó, mình đợi người mình mua chơi vậy chứ. Biết không khó bán rồi. Đã mua tới 2 lít lận anh em. Rồi đây cái cân bằng đồng nè. Cái cân xưa. Cân cán cân công lý bằng đồng. Bằng đồng nha. Bằng đồng full đồng luôn á, không có chỗ nào là không bằng đồng hết. Bằng đồng thau. Cái cục đây cũng bằng đồng, cục đây cục 600g. Nổ cái cân này không á là nó 2 ký mấy đồng rồi. Ký rưỡi hả? Bữa cân lên 2 ký, rồi ký rưỡi đồng rồi. Đồng nha. Con này đúng nè. Đúng là hàng siêu dinh nè, hàng siêu tầm này ha. Này không biết nữa, con này cân được 22 ký. Đó, nghe. Nghe người ta đồn nó là mua về để con chơi thôi. Nghe người ta đồn nó là của Pháp hay của gì không biết nữa. Đây nè, con này 1982 nè, đẹp không, full full bản cân. Cân này bán với 1.500.000 nè, 1.500.000 nè. Đá mài nè, cục này còn duy nhất cục này thôi, hôm bữa tính không có bán, tính để hai cục làm của chơi mà hôm Tết người ta chốt cục này rồi. Cục rất là khủng của Nhật nè. Cục này cũng rất là khủng nè. Cục này mấy ký nè, anh mèo xuống ơi. 4 ký mấy à, 4 ký 3. Cục này đặc hơn cục này hả? Cục này 4 ký 4 bán rồi. Cục này bán rồi. Giờ còn hai cục nè. Cục to khủng nữa nha. Anh em thấy hai cục nó là như nhau. Nhưng mà cái cục đây nó gấp đôi. Nó gấp đôi luôn á. Nha, đó. Nhìn thấy cái ông nội chưa? Đó, cục này rất là khủng nha. Là khủng. Cục này à. Em có cần đo không? Nó nặng 4.3 rồi đó. 23. 23. 11 và 8. Cục này 3.7 triệu. 3.7 triệu nha. Cục này giống cục đó,
nhưng cục này rít nó cao hơn ha, rít này khoảng 2.000 2.000 2.200 gì đó ha. Đó, tự nhiên cục này 2 triệu nha, 2 triệu. Nghe nói đất đá mà bán tiền triệu nên thấy ghê quá ha. Cục này mình bán rồi ha, mình bán 4 triệu rồi cục đó rồi. Đây, đá nhật đá thiên nhiên nha. Cục này khoảng đâu 1.200 hay là trên 1.500 gì đó ha. Cũng chưa xài đá thiên nhiên nha. Đá tự nhiên của Nhật ít khi nào có mấy cái cục bự như vậy lắm nguyên lô. À, đá thiên nhiên. Đây, đá nhật. Cục này 1.500 nha. Đá đỏ nè. Đá đỏ to này nha anh em, nó to chứ không phải là nó nhỏ nha. Cục này 1.500 nè, ngang 8 nè, không dài 22, cao 6. Cái mặt này thì nó mới chỉ bằng cái đít của cục này thôi, cục này mới ghê. 1.500 nè, 2 triệu, 3.700. Rồi mấy cục này thì cứ 1.500 cục đi ha. Đó, anh em ưng cái cục nào thì anh em chụp cái màn hình lại cho em ha. Em đếm á, em để 1, 2, 3, 4, 5 nè. Cái cục này nhỏ bán 1.200 thôi. Cục này cũng vậy, cục bự nè. Còn mấy cục bự không anh em? Cục này bự nhất. Cục này bự nhất luôn. Cục này để đứng luôn. Bự nhất luôn ha. Nha. À, đá đỏ nha. Anh em nếu mà anh em có mua thì anh em chốt mã đá đỏ nè. 1, 2, 3, 4, 5. Hai cục này nó cũng tương tương với nhau thôi. Đó. Tương tương với nhau hết ha. Đó. Tương tương với nhau hết. Rồi. Cục này cục đếm từ dưới lên nha, cục số 1. 1.400. 1.400, 1.600, 1.600, 1.600, 1.600 ha. Đó. Anh em nhớ chụp cho em để nguyên nha. Em để nguyên ở dưới lên nè. Số 1, 1.400 nè, 1.600, số 2 nè, số 3, 1.600 nè, số 4, 1.600 nè, số 5, 1.600 nè ha. 1, 2, 3, 4, 5. Em chỉ có một lô duy nhất thôi ha. Mã số 7, cục này cao hơn nè, cục này cứng hơn. Cao hơn, cứng hơn, cục này ăn sắc ngon hơn nè. Cục này 2 triệu. 2 triệu rẻ quá, 2 triệu, cục này 3.700.000 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha, 7 số. Rồi. Anh em nào mua cục nào thì mua ha. Đây có cái căn, căn 1.500.000. Cái bên này bán luôn đi. Đấy, bán lỗ luôn. Anh em nào thích mua thì mua 1.500.000. Cái bình của châu Âu. Còn mấy mài này bán rồi. Cái máy này bán rồi, cục này bán rồi. Ha. Rồi, anh em muốn mua cái gì đó là mua ha. Chào anh em nha. Đầu năm bán đá mài thôi.